Chênh Bênh thuộc xã Hướng Phùng, nằm ở miền Tây của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho những cánh rừng nguyên sinh tồn tại cả trăm năm dưới đỉnh núi Sa Mù Sương Phủ. Thác Chênh Bênh mang vẻ đẹp hoang sơ giữa núi rừng Đại Ngàn. Đến với nơi đây, chúng ta sẽ được trải nghiệm không gian bản làng yên bình, nhà sàn truyền thống, khám phá văn hóa và ẩm thực của đồng bào Vân Kiều và tham gia các hoạt động du lịch sinh thái thú vị. Thác Chênh Bênh, dòng nước suối có đoạn phẳng lặng, có khúc cuộn ào ào, len lõi qua những mỏm đá to nhỏ nhấp nhô giữa lòng suối. Hai bên bờ suối là những bức tường được dựng bằng đá với vô số những khóm cây chằng chịt. Từ xa xa, đã nghe thấy tiếng thác chảy ào ào vọng vào vách đá. Đến được chân thác mẹ, phải leo qua một tảng đá lớn chắn ngang giữa dòng hoặc men theo triền đá dọc hai bên bờ. Dưới chân thác mẹ là một hồ nước rộng và sâu. Thác mẹ cao gần 20 mét, đổ những dòng nước trắng xóa xuống lòng hồ. Vào mùa cạn nước, có một bãi đá khoai thoải ngay bên khu vực hồ có thể cắm trại hoặc nhóm lửa nấu đồ ăn. Dù nhiệt độ ngoài trời có cao bao nhiêu, dòng nước thác vẫn luôn mát lành, trong trẻo. Đến với Chênh Bênh, một thác nước đẹp còn rất hoang sơ, chúng ta cần được chiêm ngưỡng đồi sương mù quanh năm mây bao phủ, hay săn mây đỉnh đèo Sa Mù một Đà Lạt trên vùng đất Hướng Hóa, Quảng Trị.